chứ em là mở hàng là làm cho em với lại cho em chia hôm bữa nó có mấy cái mùn đôi với bạn đó nó có chị thích quá đó nào đi chơi thôi chơi ba chị em chị nhà chị luôn á anh chị Hiên mới làm được không chị tần tần rồi cái mặt ta khỏi tìm tìm xíu nữa áp nha ta tìm để cho đỡ để mai đi cà phê nấu em để biết cái mặt nè vui lắm tính tạo lắm khùng rồi người ta nói cái độ khùng á mày đi chơi quá rồi chắc mày điên luôn á vui lắm chơi mày vui như độ vui hả mà không tự ái tự đồ vui thì bỏ không bỏ còn ai nữa biết cứ mau qua xong rồi khó lắm khách đông à về tới hai phòng luôn à không bên kia ba người không bên kia người hả cho bà vô phòng alo sao mà nhấn vào sắp nhé ok để em làm cho ok ok đưa ra hài nhấn rồi ấy là đưa đây nhật có đĩa số nhật á chị đi rồi trẻ không thì đi qua nó tăng từ bên nhà qua đấy cho nên chị nhớ không bên nhà qua năm rồi thò nhiều ngoa lồm sổ ôm sách nữa không dám mà dám hiểu á thò nhiều nữa thò làm đi lộ mấy thọng đen thọng làm quá thọng làm đi chưa ngon để có gì rảnh em làm cho những người khó thôi đi nghe coi mà nó lại vậy luôn không ngủ được hả? Cô không hiểu luôn đi lấy mụn mà sao chị còn phải nói là coi phải chăm sóc dai làm chi là mũi tắm rửa cũng phải chị là
sao mình chạy xuống sạc pin cho vào nữa đi. Có nhiều người kệ ha, từ 3 tháng 7 nha. Ủa, bữa trước nhớ mua rồi mà ta. Mua kem dùng rồi mà, đúng không? Này, này đây. Đó mà nhóc. Chá. Đợt được chỉ tiêm meso là anh chị cũng thử tiêm đó nè. Ủa chứ ai tiêm? Ta thấy cũng bình thường. Ta chỉ sợ tiêm mỡ thôi. Con Hiền cũng lì mà cũng sợ. Nhưng mà chắc tùy người á. Chị thấy có nhiều người cũng được, chịu đựng được chứ không có. Hôm bữa nhan tiêm xong rồi nhan lại đang có. Nhan còn lại đâu đi. Ừ. Mà em tiêm môi dưới em đi. Nhiều pháo hoa luôn. Nhân tiêm cả môi nhiều kìa. Ừ. Em chưa được đổ xe mà. Tiêm.